đâu. Các con có đồng ý không nào? Có. Trên bảng của cô có rất nhiều những từ đã ghi tên các hàng, các lớp các con đã từng học từ trước. Cô cần 12 bạn lên trên này. Chúng mình hãy lựa chọn một thẻ từ mà các con thích. Sau đó, các con hãy nghe lời hát của các bạn ở dưới. Nghe thấy tên của mình thì các con sẽ về đúng vị trí. Những bạn nào muốn lên đây để thực hiện nhiệm vụ này? Cô mời Khoa nào? Con. Cô mời cho nhóm cho Mai. Trang. Cô mời nhóm của Khanh. Và cô cần một bạn để điều khiển cho cô nhiệm vụ này. Bạn Nhất Xúc á. Cô mời Phượng nào? Thank you.
trái đất cách mặt trời khoảng 149.597.876 km. Cô mời một bạn có thể lên chia sẻ lại đáp án của mình cho cả lớp cùng nghe không nào? Cho ai nào? Siêu đẳng. Luật chơi của cô như sau: cô sẽ có 3 chiếc tàu trục
đưa được chiếc đồng trong tay ra không gian. Chúng mình đã sẵn sàng để chơi chưa nhỉ? Rồi ạ. Câu hỏi thứ nhất xin mời các bạn. Cô mời các bạn đọc cho cô câu hỏi số 1. Cô mời bên nào? Bây giờ này, bật mí mắt mình, cô sẽ tổ chức một cuộc chạy đua. Bạn nào về đích đầu tiên, bạn đó sẽ giành được quyền trả lời câu hỏi này. Nào chúng mình sẵn sàng chưa? Chính xác. Vậy
số 999 triệu, 999.999. Ta làm thế nào? Cô mời ra trang. Con tìm được số nào? Số dân của
vào tháng 9 năm 2023 thì dân số Việt Nam đã, đây chính là dân số của Việt Nam vào tháng 9 năm 2023. Bạn nào có thể đọc được cho con số này? Đi cầm. Con xin phép con đọc. Tháng 9 năm 2023 có số dân là 99.825.920 người ạ. À, cảm ơn con. Bây giờ chúng mình cùng quan sát các con cho cô biết. Từ năm 2020 đến tháng 9 năm 2023 thì dân số tăng hay giảm? Con? À, rất chính xác các bạn ạ. Nhìn vào đây các con thấy này, từ năm 2020 đến tháng 9 năm 2023, vậy là chỉ có gần 3 năm thôi, thế mà số dân của Việt Nam đã tăng khoảng hơn 2,5 triệu người. Và có nghĩa là mỗi một năm thì dân số tăng trung bình là tăng khoảng 1 triệu người bằng trung bình dân số của cả tỉnh các con ạ. Vậy thì các con thấy dân số tăng như vậy là nhanh hay chậm? Năm nay tăng chậm nhỉ? Nhanh thôi. Năm nay. Vậy thì theo các con, cái việc nó tăng nhanh dân số như thế thì có hậu quả gì? Cô Minh nào? Cô là bệnh viện và trường học thì quá tải. Cảm ơn con. Ai mấy tiếng khác? Con. Vậy thì để hạn chế được cái sự tăng tăng dân số quá nhanh thì mỗi chúng mình sẽ là một tuyên truyền viên ở tất cả mọi người xung quanh thực hiện cho tốt chính sách dân số của đất nước ta. Các con có đồng ý không nào? Có. Ok, các con rất tích cực trong bài tập số 1. Bây giờ để giúp các con có thể viết được một số đã cho thành từng cộng, các con hãy chuyển qua bài tập số 2. Cô mời lại đọc cho cô yêu cầu bài tập số 2.
của. Tất cả các án của các con sẽ được
Nhớ nhá, đáp án nào chúng mình lựa chọn thì các con sẽ giơ cái cạnh có thể có cái đáp án đó lên phía trước. Đáp án của các bạn đã được hiện lên trên màn hình ạ. Bạn nào mà đã giơ được rồi, quét được rồi chúng mình để xuống. Rồi, rất là giỏi đúng không nào? Cô thấy là tất cả các bạn đều lựa chọn là đáp án D. Các con hãy quan sát xem đáp án chính xác có phải là đáp án D không nhá. Đúng chưa bạn lớp? Rồi ạ. Hiểu cách chơi chưa? Biết cách chơi chưa? Rồi ạ. Đến với câu hỏi số 2. Chữ số được đặt chân trong số 63.782.910 thuộc hàng nào, lớp nào? À, câu này học rồi ạ. Câu này là rồi ạ. Chuyển sang câu tiếp theo. Chữ số được đặt chân trong số 8.039.000.038 thuộc hàng nào, lớp nào? Đáp án A, hàng trăm nghìn, lớp nghìn. Thế là nghe đã bí mật của các bạn rồi này. B, hàng chục triệu, lớp triệu. C, hàng triệu, lớp triệu. Và D, hàng trăm triệu, lớp trăm triệu. Xin mời. Chữ số 2, chữ số 200 triệu. Theo con
còn các trường trên địa bàn quận Tây Hồ đã chia sẻ với phụ huynh thu tiền được khách nào? Nhiệt tình luôn.